Tiếp tục của hành trình ha. Giờ vô trong đó coi thử coi nó có cái gì. Tại vì giờ để ra về mình vô trong đó mua quà lưu niệm. Cao dữ vậy. Thôi đi ra phía trước này đứng giờ một cái thôi. Trời đi như túc lên cầu thang. Quà lưu niệm chứ gì đâu. Quà lưu niệm. Quà lưu niệm hả? Ừ. Đi, cái đó tính sao? Chưa đi hết mà cứ quà lưu niệm, quà lưu niệm cái gì? Phù đổng thiên đăng đổng lực suối tiên. Làm hoàng hậu, làm hoàng tử, làm công chúa đi. Hay lắm. Muôn vàng điện ngọc. Muôn vàng điện ngọc. Đi vô đây mẹ coi nha. Ủa vậy là mình đi một vòng rồi đó. Mình đi ra đi lại cái cổng chính nãy đây hả? Thôi giờ đi về đi hết chỗ rồi. Trời ơi con chưa đi được cái thứ gì hết mà hết chỗ gì. Rồi đi mua quầy luôn rồi. Đi lại. Nãy mình bỏ nhiều thứ lắm. Đi qua bên đây. Này là Long Hoa Sơn Nhật Nguyệt. Tới 60 chỗ lận con có biết không? 60 chỗ con chưa có đi đâu hết. Mà con kêu là hết rồi gì. Này là con đứng ngay cổng đây. Xem mặt qua cha mẹ. Rồi. Thương mình trả bóng cửa thiền tâm không gợn chút ưu phiền thế gian. Ủa cá chép. Cá chép coi. Ồ cá chép coi ha. Quá trời luôn nè. Rồi, vô đây ngồi ngắm chút ha. Đi lên đây ngắm đi. Ngồi đây có cái có điểm cho cá ăn thư giãn. Nó kêu là điểm cho cá ăn thư giãn. Rồi, cá bơi. Ở đây người ta có bán thức ăn cho cá ăn không ta? Con không biết người ta có bán thức ăn gì cho cá. Đi qua đây nè, qua đây nè. Nè, chỗ này nhiều cá nè. Cẩn thận nha. Đây nè, cẩn thận coi chừng rớt đồ nha. Xuống đây ngắm cá chép tí ha. Uống miếng nước y ơi. Uống miếng nước, chai nước uống. Trên kia. Ừ. Nguyên cả bầy luôn. Không, bầy đó không, bầy thấp y. Ồ, cá mập. Này, nhìn nè đó thôi. Con cá kia chắc nó nguyên một cái bụng nó bự dễ sợ luôn. Chắc gần so sánh bằng ba nhà mình rồi. Nó ghiền ha, trong quá trình ngắm cá nó cũng ghiền đấy.
Con giục đồ rần rần á, bể hết á. Cái gì trong đó mà giục rần rần. Tua dòng nè. Chai ở mũi bực mình rồi đó. Cá còn có cá chép vàng nữa. Ừ, con cá còn cá trắng thì nó mập, bụng mập. Lần sau sánh được lần ba đó. Đi mạnh lên. À, phải có cái chai ở mũi người ta xì vô nó mới hết. Giờ xì không kiểu này chiều nay về bệnh rồi. Quay quá trời luôn. Không xì cái lỗ mũi luôn đây. Còn xì nhiều vô. Xì phải dịch hết rồi. Cá vàng kia. Ừ. Con thích cá vàng, cá trắng tinh khiết với lại cá lóc vàng. Cá lóc vàng. Cá lóc trắng, cá lóc chép, cá chép, cá chép coi. Con thích con cá chép coi màu vàng thiệt, rồi cá chép coi màu trắng. Còn con cá lóc đó hả, nó đen xì lì giống như cái con này nè, mà nó dài lắm. Mà với lại con cá coi màu cam. Con thấy con cá lóc đen nó chỗ nào ở ngoài chợ cũng bán rồi. Ai thường xuyên đi chợ sẽ biết cá màu của con thích chợ. Cái con cá vàng thì đó là cá mà con thích nhất luôn á, tại vì nó rất là đẹp, nó nổi bật nhất luôn á. Hai con cá bu lên bờ, nó uống nước.
nhìn cái con mắt con cách gì nhìn sợ cái con cá đó mập vậy sợ mà con mắt của nó cũng tại vì do cái miếng bên đây nó có màu đỏ và cái miếng bên này thì nó màu trắng cái ghê màu của nó. Cái con lóc đó, cái con cá lóc thì nó đang xoay mà con mắt của nó cũng chị nó mập. Không biết mà con cá mập thiệt nó bu lên trên của mình không biết giờ này thì sao. Thôi mẹ, để cái chân lên cho nó an toàn đi. Xong chưa? Hay con ngồi đây đi. Bông hoa tặng tình đi. Mẹ vô trong cái mẹ ra ha. Thôi. Đi đâu cũng phải có con. Đi đâu cũng phải có con theo. Đi đâu cũng tha con theo. Chơi chút đã nghiền thôi con. Trời mình tới mấy chục điểm luôn mà. 60 điểm luôn mà. Không còn một cái loại xe âm nữa. Chơi đúng hai loại rồi chị. Ngồi ngắm cá nữa. Không lẽ ngồi ngắm cá hết giờ gì. Mình phải đi nhiều nơi chứ. Mây này do con phá nên nó là nó không còn là mây. Hết rồi hả? Hết mây rồi hả? Dạ. Sao vậy? Tại con chanh nước. Chanh nước được chi? Tại vì do con ban đầu con cho XTV rồi. Để cho nó không bị rơi ra nhiều nữa mà cuối cùng nó hơi cứng cho nên. Vậy là bây giờ nó hết mây rồi, nó thành dẻo luôn rồi. Đúng rồi, là phải đi mua thêm cái khác. Không có đâu. Không. Mà là ý của con là lớp 4 á, nhưng mà không sao, con sẽ làm loại slime nửa lỏng nửa mềm, nửa lỏng nửa đặc rồi trộn vô nó sẽ rất là đã bằng nước chanh. Trời sao nó lọt thế kia rồi là tôi lỗi luôn. Các bạn hãy chờ coi đón xem cái slam dẻo này nó sẽ thành slam bên. Ồ, cá chép mập. Ơi, con đó mập nhất luôn á. Có mấy cái hạt lớn. Bên kia có đồ cho nó ăn rồi nó chạy xuống rồi. Mình không có gì cho nó ăn nó không lại. À, bên kia có cho nó ăn là nó mua rồi. Mua nó hết rồi. Ê kìa con cá vàng cá kìa. Màu nó nổi nhất luôn. Đã quá. Cá bự. Ồ cá mập. Trời ơi cá mập. Mập khổng lồ. Dừng video này.